Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc chuyển bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang trực thuộc Công an tỉnh. Đến sự có đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh đã công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc chuyển bệnh viện trực thuộc phòng hậu cần sang trực thuộc công an tỉnh và các quyết định của giám đốc công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ bệnh viện công an tỉnh tại lễ công bố đồng chí giám đốc công an tỉnh trao quyết định của bộ trưởng bộ công an quyết định của giám đốc công an tỉnh và tặng hoa chúc mừng bệnh viện công an tỉnh đây là tuyến khám chữa bệnh cơ bản ban đầu của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hỗ trợ chuyên môn y tế cho công an cấp huyện trại tạm giam sẵn sàng phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, thực hiện chức năng y tế dự phòng, quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, bệnh viện đã kịp thời phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc công an tỉnh chúc mừng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, y sĩ và công nhân viên bệnh viện đồng thời chỉ đạo bệnh viện nhanh chóng ổn định tổ chức tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới phương pháp làm việc chuyên nghiệp hóa công tác y tế chăm sóc sức khỏe tập trung hoàn thiện các quy chế quy trình công tác đảm bảo nề nếp chính quy và hiệu quả quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác y tế chăm sóc sức khỏe có đủ phẩm chất năng lực trình độ bên cạnh đó đơn vị phải chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng y tế trong sạch vững mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ công nhân viên bệnh viện cũng như tập thể đơn vị cần xác định rõ chức năng nhiệm vụ có tinh thần thái độ phục vụ tận tâm tận tình hết lòng vì người bệnh luôn học hỏi phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao